Chị xin chào anh chị và các bạn ha. Chị mới về một chiếc Suzuki Ertiga sản xuất 2020, chạy 33.000 cây anh chị, xe 7 chỗ ngồi luôn, giá cực kỳ mềm luôn anh chị. Xe 7 chỗ đời mới luôn mà chỉ có 480 triệu à. Mức giá hợp lý anh chị ha. Mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Suzuki Ertiga. Đó nè, xe nè, đầy đủ phụ kiện cho anh chị luôn, 480 triệu thôi. Bọc chừng nè, bọc ghế nè và lót sàn nè. Gắn sẵn luôn cho anh chị một cái màn hình Android luôn nè. Đó, có camera hành trình luôn. Và có chìa khóa thông minh khởi động nút bấm luôn. Đã vậy mà còn số tự động nữa anh chị. À, được cái nữa là 7 chỗ ngồi nữa chứ. À, 480 triệu và anh chị có đầy đủ các tính năng và cái tiện nghi luôn anh chị. Tiện nghi luôn. Thấy không? Nè, vừa 7 chỗ ngồi nè. Thấy không? Vừa 7 chỗ ngồi nè, vừa tiết kiệm xăng nè, 1.5 nè. Đó, vừa nè, bọc chừng, bọc ghế lót sàn mà đã vậy còn lắp cho anh chị luôn một cái màn hình Android 10 inch. Lắp luôn cho anh chị một cái camera hành trình luôn, thấy không? Đó, chìa khóa thông minh khởi động nút bấm luôn. Lắp cho anh chị luôn một cái bệ tựa tay luôn nè. Đầy đủ option, giá chỉ có 480 triệu thôi anh chị ạ. Đây, tắp bi cửa nè, keo chỉ mọi thứ ha. Đó, xe này mới chạy có 33.000 cây nữa. Đã vậy là còn sản xuất 2020 nữa chứ. Không, sản xuất 2020 đời cao luôn. Suzuki bản Sport luôn nè. Giá rẻ anh chị ha. Anh chị nào đang có ý định mua một chiếc xe 7 chỗ đi gia đình hoặc là chạy kinh doanh dịch vụ á, mà giá rẻ rẻ tầm tiền dưới 500 thì đây, Siêu đang có một chiếc đây. Đó, đây, 7 chỗ ngồi luôn vậy đó không? 7 chỗ ngồi luôn. Đó, vừa 7 chỗ ngồi nè, vừa đầy đủ option luôn. Mà giá mềm nữa chứ chỉ có 480 triệu à. Ertiga Suzuki phiên bản Sport nè, biển là biển Đồng Nai nè, xe đẹp nè. Đó, mức giá cực kỳ hợp lý luôn anh chị ha. Cực kỳ hợp lý luôn. Chạy mới có 33.000 cây à. Đây, nội thất ghế da này nọ ha, tắp bi cửa, các chi tiết trong nội thất là còn cực kỳ đẹp luôn. Có lắp sẵn cho chị một cái bệ tựa tay luôn nè, khi mình chạy đường xa đường dài mình gác tay lên đỡ mỏi tay anh chị ha. À, xe mới chạy có 33.000 cây đã vậy còn tích hợp chìa khóa thông minh nữa nè. 33.000 cây có cân bằng điện tử cho anh chị luôn, cân bằng điện tử nè. Đó, màn 10 inch nè, camera hành trình đầy đủ anh chị ha. Đây, số tự động nữa chứ, đã vậy còn số tự động nữa. Anh chị nào quan tâm thì alo chiều ha. Đây, năm sản xuất xe này là 2020 luôn chị nha. Sản xuất nè, 2020 luôn. Để chiều mở cái nắp capo lên. Nắp capo lên. Đó, quay luôn cái động cơ cho anh chị coi. Ốp gỗ nhìn sang anh chị ha. Ốp gỗ nhìn cũng sang nè, rất là sang. Đó, chị nào quan tâm cái dòng xe 7 chỗ số tự động mà giá rẻ thì alo chiều đến coi chiếc này ha. Đây nè. Đèn dạng halogen thôi, nhưng mà có tích hợp cái bóng bi. Đó, anh chị muốn thích gắn led thì gắn thoải mái luôn, không có bị phạt gì đâu. Nói chung đăng kiểm từ thoải mái luôn. Thiết kế xe cũng đẹp nữa. Đã vậy 7 chỗ ngồi nữa nè anh chị thấy không? 7 chỗ nè. Giá rẻ ha, 7 chỗ giá rẻ, 7 chỗ giá dưới 500 triệu. Quá hợp lý luôn. Nè, cái động cơ là 1.5 nè anh chị. Đây. Động cơ xăng ha. Đó, 7 chỗ ngồi, xe đi tiết kiệm. Ốc capo còn chưa đụng tới nha anh chị nha. Đây. Ốc capo keo chỉ mọi thứ ha, chưa đụng tới luôn. Đây nè. Đó. Mọi thứ chưa đụng tới luôn. À, khi mà mua xe chiều cũng đã kiểm tra hết cho anh chị rồi ha. Đảm bảo và cam kết cho anh chị luôn là xe không tai nạn, không ngập nước nha, máy móc nguyên zin. Dùng các chi tiết trong cái động cơ này còn rất là mới anh chị nha. Đó, các chi tiết ở động cơ còn rất là mới, ốc mà chưa đụng tới nha. Nguyên zin anh chị nha, nguyên zin. Ok đó, giá chỉ có 480 triệu à. Anh chị nào quan tâm thì alo chiều ha. Xe này chiều đăng giá 480 triệu thôi, 7 chỗ ngồi. Sản xuất 2020 chạy 33.000 cây anh chị nha.